Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn phần mới bản về một trận đánh rất hay của danh thủ Nguyễn Thành Bảo cầm bến đỏ đi tiên và danh thủ Nguyễn Minh Nhật Quang cầm bến đen trong ngày 11 tháng 2 năm 2022 trên Thiên Thiên Tự Kỳ. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃将军。
Và tiếp theo tới hình cờ trên, sau khi bên đen cho tách tướng quân đội 6 để mở đường cho treo tượng qua để cản đường mã phát triển, thì trong thực chiến của trận cờ, bên tiên của thánh thủ thành bảo lập tức cho phần cờ tượng 7 tiến 5 để một phần cờ xây lâm về sau để cho bên đen có thời cơ gác tượng qua. Ngoài bên trên thì bên đỏ có thể tách con pháo 54 qua có phần tốt hơn để cản đường tình huống cờ xé tượng 5 tiến 3 đến từ bên đen. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong chính cục đến từ bên tiên là phần cờ tượng 7 tiến 5 đã để cho bên đen của anh Quang lập tức cho treo tượng qua. Hình cờ mà bên đỏ về sau không thoát được mã trong bối cảnh trên. Các bạn sẽ cùng xem tiếp tình huống cờ trong thực chiến. Tới hình cờ trên thì trong thực chiến của trận cờ, bên tiên của thành thủ Nguyễn Thành Bảo đã bung cờ xin thua khi bị mất mã. Bởi các bạn thấy ngay không thể dùng tình huống cờ thoái tượng và liên tượng mãi được. Đánh như vậy là phạm luật do liên tục bắt mã của bên đen. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn phần với bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.